huyện Thán Mẫu An Phước, tọa lạc cách ngã ba Thái Lan 4 cây số, thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Theo dòng thời gian, đan viện An Phước đã không ngừng xây dựng đời sống đan tu và cơ sở vật chất. Các dãy nhà khang trang dần dần mọc lên thay cho những căn nhà tiền chế lụp sụp của buổi ban đầu. Ngày 2 tháng 9 năm 1979, thánh lễ đầu tiên được cử hành tại tu sở An Phước do cha Ignacio Trần Ngân chủ sự, cùng một nhóm anh em được sai đi từ nhà mẹ Phước Lý. Ngày 15 tháng Giêng năm 1995, cha Ignacio Trần Ngân được bầu làm viện phụ đan viện Phước Lý. Ngày 17 tháng 6 năm 2001, cha Francisco Salesio Trần Minh Thái được viện phụ nhà mẹ Phước Lý cử đến đồng hành cùng anh em An Phước. Ngày 30 tháng 8 năm 2006, cộng đoàn An Phước đã được tổng hội nâng lên hàng đan viện tự trị. Ngày 15 tháng 9 năm 2006, cộng đoàn An Phước đã bầu cha Salesio Trần Minh Thái làm viện trưởng. Cộng đoàn đan viện Thánh Mẫu An Phước đang tiến bước trong niềm hy vọng và phó thác.